Hello các anh nhá. Em có một ít chân máy quay loại to mà nó hơi bị lỗi nhẹ một chút. Nó cuối lô rồi cho nên là em sẽ thanh lý các bác nhé. Hôm qua em lên cái video mã từ M1 đến M16 thì bán khoảng một nửa rồi, còn vài chiếc em sẽ lên lại cùng với cái video này nhé. Để cho các bác nào chọn thì biết là cái nào bán rồi, cái nào chưa. Cái này là E14 này. E14 nặng 1,8 cân, cao 60-150 cm và giá là 750k các bác nhé. Chân nhôm, đầu nhựa và chân này là nhựa các bác nhé. Khóa nhựa và đầu nhựa này, có tay quay, có bát nhanh. Bác nào muốn xem kỹ hơn thì xem lại cái video trước nhé, là mã E14 này. Tiếp theo chiếc này là mã E9. Dịch ra bên tay phải tí nữa. Rồi. Mã E9 này. E9 này thì đầu phun nhôm nhé các bác nhé, đầu nhôm, chân nhôm hết nhé. Tắt hộp cái máy cái. Cái tay gạt này là bằng nhựa này các bác này. Có tay quay, của hãng Hakuba. Mã E9, nặng 2,1 cân, giá 800. Cao 55-150 cm. Tiếp theo là mã E6, nặng 1,5 cân, giá 600. Cao 60-160 cm. Khóa nhựa nhé, đầu trên này cũng là nhựa các bác nhé. Cái phần này là nhôm này. Cái đầu này là nhựa các bác nhé. Ba chạc này là nhôm, còn mặt trên này là nhựa. Tiếp theo là E13 Slick F 630. Nặng 1,4 cân, giá 700. Cao 60-150 cm. Có bát nhanh, có tay quay. Em lên nốt mấy con này rồi tí mấy con kia em sẽ thanh lý cho các bác nhé. Tiếp theo mã E12, giá 500, nặng 1,1 cân, cao 50-130 cm. Phun nhôm các bác nhé, con này phun nhôm nhé. Con này thì không có tay quay. Tiếp theo mã E4, hãng Slick U6600, giá 550k, nặng 1,2 cân, cao 60-150 cm. Có tháo lắp nhanh, có tay quay. Cái chân to. Con này là mã E3, nặng 2,1 cân, giá 750.000. Chân này là bằng nhựa nhé. Khóa nhựa. Cái củ đầu trên này cũng là nhựa này. Siêu chắc luôn nhé. Đấy. Rất là chắc. Cao hết cỡ là 150 cm. Hạ thấp như thế này là có 47 thôi. Còn dựng lên như thế này là cao 60. Tiếp theo một chiếc chân siêu to của hãng Slick. Mã E8, nặng 2,4 cân, giá 1 triệu. Cao 65-150 cm. Full nhôm, con này không có tay quay nhé. Rồi đấy là mấy cái mã còn lại của cái video ngày hôm qua. Đây là mấy con này em thanh lý này. Mỗi một con thì nó sẽ có một cái lỗi khác nhau thì em sẽ nói rõ cho các bác nhé. Nói chung là không vấn đề gì. Lắm cái lỗi thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nó không còn được hoàn hảo thì em sẽ bán thanh lý. Qua em lên E16 rồi nhé, bây giờ em lên từ E17 này. Chờ chút em ghi cái mã nhé. Con chân này chắc nó nặng khoảng gần 2 cân các bác nhé. Cao như thế này là cao khoảng gần 60. Và nếu mà rút hết cỡ lên thì chắc nó khoảng tầm 1,5 m. Đây, một cái lỗi đầu tiên là thiếu cái núm chân cao su. Thiếu núm chân cao su. Thì về các bác nào thích thì các bác làm bằng gỗ. Đấy, chân gỗ. Các bác thích thì các bác vất cả ba cái núm này đi. Quét cái gỗ rồi tọng nó vào là cũng được. Còn nếu mà không ấy, thì các bác mà để bình thường như thế này thì vẫn dùng bình thường nhé các bác nhé. Đây, tay quay bình thường hết nhé. Đấy, con này quay tròn này rất là mượt, rất là êm nhé. Với là cái thứ hai nữa này. Ở đây ấy, đúng là con ốc này là nó sẽ có một cái núm nhựa như mọi con ấy, là có cái núm nhựa như thế này. Xem con ốc nó có cái núm nhựa như thế này. Nhưng mà nó bị thiếu con ốc đấy. Tuy nhiên thì em đã lấy một con ốc này em vặn vừa vào đây rồi. Thì về thì các bác, một là các bác nếu mà mình không cần đưa lên cao thì các bác để cố định như này thôi, vặn chặt nó lại.
Còn nếu mà không thích ấy, thì các bác hàn vào nhé, chế cái tai hàn đây. Em hàn vào thì nó cũng được thôi, nhưng mà mất công. Nói chung là đã bán lỗi rồi thì có như vậy bán vậy, về các bác tự xử lý. Còn nếu mà không thì vặn chặt nó lại là ok. Chân khá lớn đấy các bác nhé, chân rất là lớn đấy. Con này về các bác làm chân kẹp thì rất là ok. Thiếu mỗi cái núm cao su thôi, thiếu một cái núm cao su thôi. Về các bác tặng gỗ vào này. Bình thường chân này mà không lỗi lầm gì thì bán nó khoảng tầm độ 8-900 các bác nhé. Con này em thanh lý luôn 5 xăng. Em mấy? Em 17. À, không, mã sao mã CD gì? CD là em 17 nhé. Em 17 500. Nó nặng khoảng tầm độ cân 8 hay cân gì đấy. Đấy coi nhé, thiếu mỗi một cái núm cao su này và cái con ốc ở đây. Thích thì về các bác hàn cái tai vào. Các bác lấy một miếng lập là cắt khoảng tầm độ 2 phân thôi hàn thôi. Tất cả những cái con dị như bằng nhựa như này mà không may nó bị vỡ ra thì các bác sẽ hàn đấy vào. Tiếp theo là cái mã này thì trước giờ em cũng bán thì cũng khá là nhiều của cái mẫu như này rồi. Con này nặng 1 cân 4, cao 45 tới 100, con này chắc cao hết cỡ khoảng 1 m 4 các bác nhé. Con mấy cái này nó khoảng khoảng nhớ hết cân ngày xưa giờ rồi mà. Con này nó thiếu mỗi cái ba cái núm cao su này các bác này, thiếu ba cái núm cao su. Các bác về để vậy được, hoặc không thì về các bác lấy mấy khúc gỗ ấy, các bác tặng một cái lỗ này, đóng căng căng nó vào rồi cắt nó đi. Không để vậy cũng chả sao. Cái này mà anh em mà muốn lắp eto thì có thể sẽ bảo em thiết kế lắp sẵn thôi nhé. Tại vì con này nó hơi khó lắp một chút, anh em về lắp thì nhiều khi sẽ khó lắp. Con này ngày xưa mà nó ngon lành cành đào thì bán trên này này. Đấy, em bán là 650.000, rất là nhiều các bác nhé. Con này 350.000 luôn. Mã E18. E18 giá 350. Đấy, thiếu ba cái chân cao su. Anh em về để mà đi làm kẹp củi thì chả cần cũng được. Có thì đây sẽ đẹp hơn. Tiếp theo là một chân sáp rất là đẹp các bác nhé, chân sáp rất là đẹp, rất là lớn. Chân này cũng là chân lớn rồi. Cao như thế này cũng đang là tầm 58 cm, giúp kích cỡ ra chân này chắc cũng 1,5 m, 1,6 m. Chân này nó hơi bị móp một tí này các bác này, nên là rút ra nó hơi bị cực cực một tí, rút mạnh là nó sẽ ra nhé. Cái thứ hai nữa là con này nó bị mất một chỗ, nó bị nứt đây, nứt cái nhựa ở đây này các bác này, đây nứt nhựa ở đây. Thì ví dụ như mà rút cao lên ra như thế này ấy, mà mình khóa lại ấy, mình đè mạnh này là nó sẽ vẫn tuột xuống. Thì các bác con này thì các bác rút một chân thôi, rút một đoạn kia thôi, hoặc không thì tốt nhất là con này thì để như thế này thôi. Và các bác quay được cái này lên nữa này, nếu mà quay cái này lên thì nó cũng được khoảng tầm độ gần 90 rồi các bác nhé. Quay lên là nó cũng gần 90 rồi. Nới nóc này ra là quay tròn này. À, quay cao máy lên tí. Nói ốc này ra là quay tròn được các bác nhé. Nhưng mà nó thiếu một cái tay cầm. Đấy, như mọi con là nó có cái tay cầm để bắt vào đây nữa là mình chỉnh cái chiều này. Chỉnh cái chiều này thì nó đang bị thiếu. Thì cũng thanh lý thôi, cho các bác về các bác tự xử nhé. Em làm được nhưng mà chế cháo nó mất thời gian lắm. Cứ lỗi thanh lý cho các bác về tự sửa. Hoặc không thì tháo nó lắp một khác này. Nha các bác nhé, về các bác kiếm cái ốc nào nó vừa thì các bác vặn nó vào. Còn nếu mà không thì các bác vặn chết nó vào thì ok. Nó thủng sang đầu này mà. Đầu này có thể nếu mà ốc không vừa thì các bác có thể bắt EQ vào đầu bên trong này. Nó vẫn có chỗ để mình nhét cái EQ vào nhé các bác nhé. Đấy, chân này mà nó không lỗi làm gì thì chân này gọi chân lớn, chân này phải 1 triệu cơ. Mã E19 giá 450 nhé các bác nhé. Giá 450 thì các bác về các bác để thấp như thế này, rút cao lên cái phần này là được thêm lên tổng thể 90 rồi là các bác dùng ok rồi. Có tay quay rồi, tay quay thì rất là mượt. Chủ yếu là nó thiếu con ốc ở đây thì các bác về vẫn tự xử được nhé các bác nhé, vẫn tự xử được. E19 giá 450 thì chắc nó nặng khoảng tầm độ 2 cân. Tiếp theo con chân này thì không lỗi làm gì, ngoài xấu, các bác nhìn nó bẩn không?
Con này em rửa đi nó sẽ sạch hơn được chút nhá, nhưng mà cái nhôm này giống như kiểu nó bị ám vào rồi, nó bẩn quá. Nguyên bụi này các bạn. Khi nào em bán thì em sẽ xịt qua rửa cho các bác, nhưng mà nó sẽ không thể đẹp như những con khác được. Còn mọi chức năng thì vẫn bình thường. Cái này lâu ngày đang hơi xít nhá, mai em xịt sạch đi, em cho tí dầu vào nó trơn ngay. Con này bình thường thì nó cũng cao khoảng tầm độ 55, và rút hết cỡ lên thì cũng tầm độ 1,5 m, nặng khoảng tầm độ cân 7, cân 8. Hơi xấu, con này trước em bán khoảng 750-800. Đấy, thôi thì 500 các bác nhé, 500. Nó chỉ xấu thôi chứ nó không lỗi gì. Mã E20 giá 500. Con này bác nào mà lắp Peto thì bảo em lắp luôn đấy nhá. Về nhà thì bác nào mà không khéo tay thì các bác, con này có hơi khó lắp này. Con này thì các bác phải tháo cái ốc chí ở đây ra này, mình lôi hẳn cái trục ra rồi mình sẽ bắt xỏ con ốc vào đây, thay cái ốc này. Chân này cũng khá lớn. Tiếp theo là một cái chân sáp. Chân sáp con này thì không lỗi lầm gì hết, chỉ có thiếu mấy cái tay cầm ở đây thôi. Đây, tay quay rất là mượt, chân chu nhá. Con này chân lớn nhá, chân lớn quá. Con này cao hết cỡ thì nó cũng tầm 1,5 m, 1,6 m, 1,5 m, 1,6 m nha các bạn. Các bạn nhìn biết là chân lớn. Quảng xạ Sanier. Sanier con này nặng chắc khoảng tầm độ 2,5 cân, 2,8 cân rồi đấy. Siêu chắc luôn. Đây các bạn nha, vặn cái này ra là quay tròn này. Đấy, thì nó không thiếu. Cái quay tròn này có thể hãm lại được này. Cái phần ốc vặn ở đây để mình ngửa lên ngửa xuống như thế này nó đang bị thiếu. Thì các bác về các bác thiết kế nha các bạn nhé. Ở đây có hai chỗ ốc thì mình bắt một bên cũng được, không thì các bác khoan xuyên thủng sang bên đây và mình bắt bằng EQ. Mà không thì ốc các bác tìm gen nó vừa hết, nhưng mà các bác phải chế cháo một chút thôi. Còn cái phần này này, cái phần tay cầm ở đây để điều chỉnh cái góc như thế này, thì nếu mà để mà làm kẹp củi thì các bác sẽ không cần nó nghiêng ngửa chiều này, mình chỉ cần ngửa lên ngửa xuống như thế này thôi. Đấy, còn ngửa ngang ngửa dọc kia thì các bác lấy con ốc các bác vặn trên nó lại. Chân này khá đẹp đấy nha các bác nha, chân này còn đẹp luôn. Bình thường chân này thì nó khoảng 1 triệu, 1,1 triệu. Đấy, thiếu ba cái đấy thôi. 600k mà E21 600. Đấy, thiếu đúng ra là thiếu một cái tay cầm, hai cái tay cầm. Bình thường bán khoảng 1 triệu, 1,1 triệu, nhưng bây giờ còn có 600, chân rất là lớn. Cho bác nào cho bác nào khéo tay thì về tự thử ngon nha. Tiếp theo là cái chân Sanier, à chân này là chân Sony. Cái đầu nó hơi bong sơn chút xíu. Đây, hoạt động bình thường hết con nha. Cái núm này để mà hãm cái chân này lại này con. Bây giờ mình quay lên mình hãm này lại. Đấy, cái nhựa này nó vỡ này con này, nó vỡ. Thì về các bác cũng lại đấy, đập hẳn cái nhựa ra, các bác hàn cái lập là vào. Đây các bác này, đập hẳn ra. Rồi các bác lấy cái lập là các bác hàn nó vào là thành cái thay vặn để mình vặn. Đấy, tự các bác chế nhé, bác nào thích chế cái nào chế. Chứ làm sao thì mình cầm nó vặn nó tiện này được. Lưới này ra để quay tròn này. Lưới này ra là chỉnh chiều này. Con này đúng là cái tay cầm nó sẽ có một cái đoạn ống nhôm nó dài ra bằng này nữa này. Đấy, không thì bây giờ về các bác lấy một đoạn ống 21 nhé, khoảng tầm độ 20 phân. Ống kẽm ấy. Và ở cái đầu này các bác một hàn con EQ vào là mình cầm mình vặn vào cái gen ở đây. Rất là đẹp luôn, đúng nguyên bản của nó làm kiểu như vậy. Ống của nó thì nó ống bên ngoài khoảng tầm độ ống không đến 21 đâu, nó nhỏ nhỏ thôi. Thì nhìn nó xinh. Con này thì vỡ mỗi cái này thôi. Còn để bình thường như thế này cũng dùng được các bác nhé, không cần thay cái này. Tại vì khi mà lắp Eto ấy, các bác chỉnh ở lên ngửa xuống là các bác chỉnh bằng cái súng rồi, không phải chỉnh bằng ở đây. Con này cũng cao khoảng 60, cao hết cỡ khoảng 1,6 m lên. Cái cỡ này 60,6 m, nặng 2,7 cân. Trước em không để ý là nó bị vỡ cái này đâu. Đang bán 1 triệu này. Con này em bán lại 600. 600, mã E22, 600. Có nhé, E22, 600. Chân Sony. Để bác nào yêu thích khoa học một chút thì bác sẽ xử được ngay thôi.
cái nữa. Con này cũng cao 60-160cm và nặng 3 cân. Cái đầu con này là hơi bong sơn, hơi xấu các bạn nhé. Quay lên nó đang bị rít như cái này con này. Thì mai em tra tí dầu vào cái này là nó trơn ngay mà. Cái rít này thì đơn giản lắm. Con này thì nó bị mỗi cái tay quay lên như thế này. Nó hơi bị lỏng lẻo các bạn này. Lắc nó bị dơ, nó lỏng là lỏng lẻo như thế này. Nên là cũng thanh lý cho các bác thôi. Siêu to của hãng Slick. Phần trên này thì nó đầy đủ hết nhé, không thiếu cái gì hết này. Đó. Em này 650k các bác nhá. Mã E22 650. E22 giá 650. Tiếp theo con này thì nó cũng giống như con vừa dở. Giống hệt như con vừa dở. Con này thì nó là thiếu tay quay các bác nhé. Thiếu cái tay quay ở đây. Tay quay đây đấy. Thì để rút lên thì các bác rút bằng tay lên thôi. Rút bằng tay thôi. Hoặc không thì bác để như thế này được. Để như thế này nó cao 60. Và thích rút lên thì mình rút bằng ở 3 chân kia. Con ốc này đang hơi bị xít tí này. Bạn nó hơi chặt. Nói chung là con này về thì các bác tốt nhất là cứ nó không có tay quay thì mình để nguyên như này là được rồi. Tại vì nhiều bác mua về thì đâu có cần dùng cao đâu. Để bạn chặt này vào đã nhé. Bình thường để mà nới con ốc này ra thì mình rút lên rút xuống ấy. Các bác chỉ cần nới ra khoảng tầm độ nửa gen thôi. Rồi đây bạn chặt vào này các bác. Rồi cứng ngắc luôn nhé. Nới này lỏng một tí. Quay tròn chỉnh các kiểu. Con này nó nặng khoảng 3 cân. Cao 70 đến 1m7, nặng 3 cân. 600 các bác nha. E23 600. Tiếp theo con này thì nó cũng giống như mấy cái chân vừa rồi. Nhưng mà mất đầu. Đây, quay lên xuống này. Ok, về bác nào chế cái gì thì chế nhá. Chân không có đầu. Thứ hai nữa là cái núm cao su ở dưới này thì nó không còn. Chỉ còn ba cái trụ chụp trụ nhôm ấy thôi. Núm cao su thì để cho nó êm. Mã E24. Con này em thanh lý cho các bác 300k thôi nhé. Bác nào mua về làm món gì thì làm. Đấy, hoặc bác chế kẹp súng thì chế. Rồi. Giá chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Phí ship mấy cái chân to to này thì cứ cộng cho em 30.000 tiền ship nhá. 30.000 là em đã hỗ trợ các bác rồi nhá. Chứ mấy cái chân to này là em gửi đi thì nó sẽ ship sẽ hơn 30.000 đấy. Eto bán bên em bán rời là 200.000 một cái. Bác muốn mua cái chân nào thì cứ nếu muốn mua Eto cộng thêm 200.000 kia Eto nhá. Rồi, ok.